Hai Xuống xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay mẹ Hai Xuống sẽ làm xíu mại mình chấm với bánh mì. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình làm xíu mại ăn với bánh mì. Xíu mại nè. Có mua thêm mấy miếng da là bằm để vô cho nó để có đậu nhựa dễ dẻo. Có hỏi mình rồi nữa, nướng cho nó giòn bớt. Mình có ổ bánh mì nữa nè. Bánh mì này mình nướng rồi cho nó giòn. Mình bóp cho nó nhuyễn, trộn. Rồi mình trộn vô thịt. Bây giờ mình ướp thịt rồi mình giờ viên mình hấp làm xíu mại. Mình cho da heo vô. Da heo mình bằm nhuyễn. Mình luộc sơ rồi mình mới bằm. Mình cho này bánh mì. Bánh mì mình làm nửa ổ bánh mì à. Rồi mình cho thêm vô một miếng bột bắp. Khoảng một muỗng ăn canh bột bắp. Hành tím với hành lá mình bằm nhuyễn để vô cho nó thơm. Cho nó thơm. Ê, sứ mẹ năm thấy có cà chua. Cho muỗng cà phê đường. Hai muỗng hạt nêm. Hai muỗng muối luôn. Muối hả? Muối mình cho ít thôi. Giờ nó mở. Cho tí xíu muối. Về ba hộp muối. Dầu dầu mè vô. Sao mình tới dầu heo. Cho tỏi thơm vô. Tỏi này mình tỏi với hành phi. Nhiều nhiều nó thơm nha. Nửa muỗng cà phê tiêu vô. Trộn cho đều cho nó thấm mình ha, giờ viên mình hấp. Thơm, có cả thơm hành tím gì nó thơm. Thơm hành luôn. Tuy bỏ vô cũng thơm liền. Thơm phức. Mình giờ viên rồi hấp không? Hấp rồi nó làm cái nước kia không? Mình giờ viên mình hấp rồi xong cái mình mới làm nước sốt mới để thả chảy vô lại. Xong rồi mình hấp. Khoảng 30 viên. 30 viên. 30 viên mà mình làm 810g thịt. Thịt nạc dai á. Với thêm 300g da heo. Nửa ổ bánh mì. Muỗng ăn canh bột bắp. Như được ra cho khoảng 30 viên. Rồi giờ mình sẽ đi hấp. Đi hấp.
giờ mình nhúm lửa, mình hấp xíu mại. Sau lưng 15 phút rồi. Cà mình sắc cho nhuyễn, mình bầm cho nhuyễn ra, bỏ bớt cái hột này. Mình làm nước sốt. Mình có máy sân tố mình quay cũng được, không quay thì mình phải bầm nhuyễn. Máy sân tố xay nó nhanh. Nè, bỏ máy sân tố quay này nè. Tố quay cho nó nhanh. Rồi mà sân tố cà chua luôn. Sắc là nhỏ nhỏ thì mọi người nghe máy xay. Nhuyễn liền, bầm nó lâu. Bầm nó lâu. Rồi chế ra ly luôn nha. Làm sinh tố à? Sinh tố cà chua. Chua. Dở ra con nó chín chưa? Chín nhập nhìn nhắc ra. Nhờ dầu nó nóng rồi, mình cho tỏi của hành tím bầm. Nó thơm. Cho vào một miếng dầu điều nữa. Màu nó đẹp. Rồi, mình cho cà chua vô. Chua xay nhưng mà nó đẹp không? Nhưng mà dưa hấu. Cà chua mình phải lựa cà chua cho chín mà nó đẹp. Cho hạt nêm vô. Cho muỗng hạt nêm. Một muỗng đường. Muối mình dàn vô cái xíu muối cho nó hơi ngọt ngọt, nhiều dừa ăn cái mặn quá thì không ngon, cái bánh mì nó ngon. Cho ăn cái xíu nước mắm vô nữa. Muối cho nó kẹo lại. Kẹo lại thì mình hãy để lại riêng vô. Màu đẹp rồi, giờ mình cho xíu mại vô. Chấm miêu miêu cho nó thấm, cho nó sắc một chút nữa. Thấm lên màu luôn. Ừ, thấm nó có màu nữa. Tắt bếp. Thấm vô rồi. À, thì nó kẹo thì ngon rồi. Mình để hành ngò vô cho nó thơm. Cho hành ngò vô. Để bún tiêu quá nè. Ờ, bún tiêu nữa. Tiêu nữa luôn. Cho bún tiêu vô. Mà chùm hái mấy chùm nhãn chín mà. Mấy chùm không? Không buộc xích ta. Có nhãn tiêu hái cũng nhiều.
rồi. Thấy mấy chùm này nằm chùm nó tôm nè. Rồi chục thôi. Nè mày bị gầy vậy, đây phải cho những tiêu. Ê, mình hái thêm chùm mày ơi. Xin bị gớt. Sẽ móc vô. Hên xui à. Vô rồi, vô rồi. Trái nhãn tiền không ai cũng từ từ con trái. Con trái này nó bự con nè. Chín trên trái nó bự này ra hai đợt. Bây giờ mình múc cái gì á? Cái nước nhiều nhiều mà chấm nó ngon. Nước này làm ít hả? Ít nước hả? Làm cho nó kẹo kẹo. Cái nhãn nó thêm mê ha. Quá bự. Quá tự tự luôn. Mình mời cả nhà ăn bánh mì xíu mại gia đình mình nha. Bánh mì xíu mại nha. Xíu mại. Bà Chung mà cô chú anh chị các bạn ăn bánh mì xíu mại với gia đình của bà Chung nha. Cô mời mà cô chú ăn với gia đình hai con nha. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn với gia đình của mình nha. Nước vô xem. Chấm. Có nước chấm ngon gì. Nước tại có hai làm kẹo luôn. Kẹo kẹo gì nè, chấm ngon. Cái gì vậy? Hả? Nhưng cái gì vậy? Nhưng hả? Hết. Mày sao không mua lấy trong lò ra luôn. Hết giọt. Nước này có tương ớt luôn không? Không nghe không? Dồn vô. Ngon. Ngon hả nhỉ? Nè. Nhì đây mặn thắng không xuống ăn. Xài đọc đi. Dồn vô nhìn người ta bán, người ta cũng dồn vô cái là trang. Ủa người ta có bán. Chỗ này ăn như vậy rồi, cũng vậy chấm chứ ngoại không? Ngoại, chán như là chứ ngoại chứ này. Nước này. Tương tóc hả? Ừ. Ăn bánh mì thôi. Nhà sớm giờ ăn xuống chiều quá, để dành cái bụng rồi. Dành đó cũng ngon. Nóc cho anh rồi. Kiếm ăn đi. Nhưng mà không cần. Nước biến gì đó. Ăn lại đi. Nhóc cho anh rồi. 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 Nhóc cho anh
Chảy nước luôn nè. Chảy múc nước thêm. Bán lại à? Không á, chạy củ đã. Muốn vậy á. Đến. Đến xếp hàng. Đúng rồi, nó bánh mì vậy á. Đưa lượng gỗ nè. Ta rõ nguyên cái xỉn ra á. Bóc. Bóc mà phỏng tay luôn á. Phải vô mà chơi là đúng mình nhớ không. Bữa con mới giờ bỏ bạch tính tiền chạy về. Mới vừa qua lộn cái nó lú cái đít ra khúc kìa. Cái bọc nó nóng á, cái nóng á. Nóng mới đâm ra luôn mà. Nóng là bỏ thằng bọc không tốt. Rồi chắc nhiều quá chắc đi lông, một đi lông. Bánh mày đó, ngon thiệt, ai cũng mua đi. Đặt rồi. Bánh lông còn có chỗ đó, ngồi cái gì. Từ cái ăn tương người thân 50 mét. Có là bánh mì luôn rồi. Đứng có giác thì có giác nào cũng khó nha. Sớm đi. Chắc chưa có bánh. Giờ công nhân cũng máy này cao điểm á. Nó đông dữ. Mua về vốn có. Nếu về mấy khách hàng á. Vâng. Mua mùi ổ. Nằm ổn rồi con. Thôi đi được sao con nói thì thôi con lấy con khác hai ông nữa. Cái đợi vui nè. Mở miếng bánh mì ra. Miếng một mắt cho. Cái gì mà nó phao phao. Rồi cản nước nữa à. Thịt đi ăn nước không vậy? Thịt nhiều ăn thịt đi. Ăn nước rất là hết. Hết là cái nhà đang nhãn nha. Nhãn quá cho bự luôn. Nhãn này không có thuốc gì trơn. Tự nhiên. Cái nhãn này ăn nhãn trứng hoài. Rồi ăn cái gì cơm. Gì cơm ghê không? Mà cái nhà nha. Nghĩa từ 32 đó. Cái này nó có hộp rồi. Ừ, nó ngộ tiêu. Ừ. Nó tiêu cơm. Hộp ngộ tiêu. Cái nhãn này. Cái nhãn này cái hộp bự. Hộp nhỏ nè con, con giờ cái cuốn như này. Dễ là hàng muối luôn. Hay không hả? Nè. Ừ. Gì? Thấy anh đọc cái nhãn mà chảy nước miếng rồi. Nhãn mới được. Đây lọc. Ồ, nhãn tiêu nè, thấy không? Giờ hỏi thôi. Hấp dữ vậy trong. Hấp dữ vậy hả? Mắt
mà không có gà mà không còn răng mà bà ăn nhãn hay mất mất còn cái núi lắm. Qua trái nó dẹp nó bự Hai Sướng xin kết thúc clip này nha cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.